ức hiếp người quá đáng. Tam Suka, nghỉ ngơi đi. Đại sư ca, võ công thật là tiến bộ. Gọi thêm mấy tên lâu la này là muốn giết chết sư đệ hả? Bất phí lời, tiếp chiêu. Cô Hồng Hải Thượng Lai, Kỳ Quanh Bất Cảm Cố, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Đình đại ca, đó là kiếm pháp đường thi mà. Sư phụ huynh sao lại dạy cho huynh kiếm pháp phơi xác? Mau đuổi theo. Đi bên này, nhanh. Nhanh lên. Nhanh. Sư phụ không có. Dạ. Sao rồi, kinh công người kia lợi hại, bọn con đuổi không kịp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra hắn sớm thôi. Yểm Trợ Khuê Nhi, đỡ Phùng Thẳng và Lỗ Khôn lên. Chúng ta đi. Dạ. Đại sư huynh sao rồi? Ngũ sư huynh, hôm nay Ngôn Đạt Bình được cứu, đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân. Xin được hỏi tôn tính của ân nhân là gì? Tiền bối, tiền bối mau đứng lên đi. Tiền bối như vậy là làm khó tiểu bối rồi. Chút chuyện nhỏ này, giảng bối có tính là gì?
Trời ơi, đây, đây sao có thể là chuyện nhỏ được? Là ơn cứu mạng đó. Xin ân nhân cho biết danh tính. Sau khi tiểu nhân về nhà, mỗi ngày sẽ thắp hương cầu Phật cho ân nhân. Tiền bối, trong lòng giảng bối có chút khúc mắc, muốn hỏi thử tiền bối. Xin cứ nói. Tiểu nhân nhất định không giấu giếm, biết cái gì sẽ nói hết cái đó. Tại hạ chỉ muốn hỏi, tiền bối đã sửa căn nhà lớn đó rồi lại thuê người dỡ nó là vì muốn tìm kiếm Phổ Liên Thành hả? Không biết đã tìm thấy chưa? Ân nhân, tiểu nhân quả thật tốn không ít tâm tư, nhưng ngay cả một chút tin tức cũng không có. Ân nhân là người biết rõ mà, tiểu nhân tuyệt không giấu giếm. Người nghĩ xem, nếu như ta đã tìm ra, ta sẽ đưa cho người. Mạng của ta là người cứu mà, ngoài cái thân này ra thì còn gì hữu dụng nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giảng bối không hề muốn kiếm Phổ Liên Thành kia. À đúng, ta chỉ muốn xin tiền bối chỉ dạy đôi điều. Nghe nói ông có một sư đệ tên là Thích Trường Phát, người đời đặt ngoại hiệu Thiết Tỏa Hoành Giang. Cho hỏi đây có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là nói sư đệ của ta quỷ kế đa đoan, thủ đoạn cay độc, cho nên cũng giống như một sợi xích sắt dắt ngang qua con sông mà thôi, để những chiếc thuyền tiến không được, lùi cũng không xong. Trong giang hồ, biệt hiệu này chưa chắc đáng tin. Cũng có thể đây là biệt hiệu mà kẻ thù đặt cho Thích sư phụ. Ông là sư đệ đồng môn, tất nhiên sẽ hiểu rõ tính cách của người. Cho hỏi người tính cách ra sao? Ân nhân, vậy có nghĩa là ta đang nói xấu sau lưng đồng môn của ta. Thích sư đệ này của ta, người đời thấy hắn ngu si ngờ nghịch, thật ra đôi mắt hắn nhìn rất chuẩn. Nếu không thì kiếm Phổ Liên Thành sẽ không rơi vào tay hắn. Sao ông lại biết kiếm Phổ Liên Thành nằm trong tay người? Ân nhân, để ta nói rõ cho người biết. Chuyện này là người sẽ rõ thôi. Mấy chục năm trước, sư phụ dùng kiếm pháp Liên Thành đánh bại kiếm pháp cướp giật của Quyết Đao lão tổ, bản thân cũng phải chịu vết thương chí mạng. Trước khi sư phụ lâm chung, đã giao kiếm phổ cho ba sư huynh bọn ta. Là ông ấy đích thân giao cho các người. Đúng. Rốt cuộc vì sao mới lại chết? Là bệnh mà chết. Bệnh chết thật không? Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Nếu ngươi không muốn người khác biết thì đừng làm. Các ngươi đã giết sư phụ ăn trộm kiếm phổ, sau đó thì sao? Được rồi, xem ra ta không nói không được rồi. Đúng như lời ân nhân nói, ba huynh đệ chúng ta vì sư phụ không chịu truyền Liên Thành Quyết nên trở mặt với sư phụ, làm tam sư đệ Thích Trường Phát một nhát kiếm đâm xuyên tim sư phụ. Sau khi cướp được kiếm phổ, chúng ta quyết định nghiên cứu nó. Lúc đó chúng ta không ai tin tưởng ai, nên đã khóa kiếm phổ vào một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp được khóa bằng ba cái khóa bạc do ba người chúng ta nắm giữ. Kế hoạch như vậy xem ra cũng thật tỉ mỉ. Vốn dĩ là vậy, nhưng sau này lại xảy ra rắc rối. Sáng sớm hôm đó, kiếm phổ trong hộp sắt không cánh mà bay. Ba người chúng ta vô cùng kinh ngạc, rồi ráo riết đi tìm. Ở đâu tìm được là tìm hết. Chúng ta nghi ngờ dạng chân sơn trộm. Người đầu tiên la lớn là hắn ném đá dấu tay. Sau này ta phát hiện hắn đi tìm Thích Trường Phát, nên ta nghĩ nếu như kiếm phổ ở trong tay hắn thì hắn nhất định sẽ tìm một nơi nào đó để khổ luyện. Còn đi tìm người khác làm gì chứ? Vì vậy ta mới quyết định đi tìm Thích Trường Phát. Rồi ông đã tìm ra manh mối chưa? Sau này cái người Thích Trường Phát này bụng dạ thâm sâu, không một chút manh mối nào.
ta đã nhìn trộm lúc hắn dạy dỗ con cho nữ nhi và đồ đệ. Đã cố ý giả ngốc, đổi kiếm chiêu xuất thân từ đường thi thành mấy thứ hổ lúng. Nhìn động tác của hắn là ta biết có lai lịch không đúng rồi. Ta theo dõi hắn suốt nửa năm, nửa chỗ sơ hở cũng tìm không ra. Lão tam này thật lắm tâm cơ. Vậy sao thì sao? Sau này Giang Chân Sơn đột nhiên để con trai tới mời Thích Trường Phát tới Kinh Châu mừng thọ. Đương nhiên là lấy danh nghĩa mừng thọ để điều tra thực hư của hắn. Thích Trường Phát đưa theo con gái hắn, còn có tên đồ đệ đầu óc chậm chạp gọi là Địch Dân gì đó cùng nhau đi. Ở Giang Phủ, Địch Dân và tám đại đồ đệ của Giang Chân Sơn đánh nhau. Sau đó hắn để lộ ra ba chiêu kiếm thuật tinh diệu đã khiến cho Giang Chân Sơn nghi ngờ. Tám người các người có giỏi thì ra đây đánh với ta. Được. Thích Kiên Thức. Ân công, người muốn nói gì? Sau này Thích Trường Phát và Giang Chân Sơn cãi nhau, hắn đã thương Giang Chân Sơn rồi bỏ chạy mất tiêu. Sau này không ai tìm thấy hắn. Đinh đại ca nói không sai, sư phụ vẫn luôn lừa ta. Nhưng mà người vẫn luôn xem ta như con ruột. Lừa cũng lừa rồi. Ân công, người làm sao vậy? Vậy Thích sư đệ kia của ông bây giờ đang ở đâu? Cái này ta cũng không rõ. Có thể ở chỗ nào đó bệnh không dậy nổi. Cũng có thể bị xài lang hổ ăn thịt rồi. Cảm ơn tiền bối đã nói sự thật, tại hạ cáo từ. Ân công, đại ân đại đức, ta Ngôn Đặc Bình ta cả đời không quên. Tiền bối, không cần như vậy. Như vậy làm khó tiểu bối rồi. Hơn nữa trước đây ông đã từng, ông ở đây rất an toàn, cứ yên tâm mà dưỡng thương, sẽ không ai đến làm phiền ông. Ân công yên tâm đi, Giang Chân Sơn sẽ không gấp gáp như kiến bò trên chảo như vậy, không có tâm tư tìm ra đâu. Tại sao? Tay của con trai hắn bị bò cạp độc cắn, phải bôi thuốc 10 lần mới trị được tận gốc, mà bây giờ mới bôi có một lần, vô dụng thôi. Nói như vậy, tính mạng của Giang Khuê có phải giữ không được nữa? Bò cạp đốm này khi cắn người phải đau khổ dằn vặt một tháng thì mới về chầu ông bà được. Kỳ diệu, kỳ diệu. Một tháng sau mới chết. Vậy sao hắn không thể đi tìm thầy thuốc để lấy thuốc giải độc? Ân công không biết đó thôi. Bộ cặp độc này là do ta nuôi. Thế gian này chỉ có mỗi ta có thuốc giải. Thuốc giải của người khác không thể dùng được đâu. Tiền bối, đưa thuốc giải cho ta. Ân công, người cần nói làm gì? Phòng người dùng lúc cần thiết, lỡ đâu có ngày bị bò cạp độc cắn trúng cũng có biện pháp phòng trị. Ân công, người thật biết giỡn, người không tin ta đúng không? Ân công, ê, bắt lấy. Đa tạ tiền bối, ông cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, tại hạ cáo từ. Ân công tạm biệt. Tiểu tử này hình như gặp ở đâu rồi?